cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mới đây, đại diện xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, Hải Dương cho biết, cơ quan công an vào cuộc điều tra xác minh làm rõ đối tượng có dấu hiệu hành hung nữ nhân viên quán cà phê trên địa bàn. Lãnh đạo công an huyện Thanh Hà thông tin, chúng tôi đã triệu tập người đàn ông liên quan đến sự việc về trụ sở để làm rõ hành vi vi phạm. Thông tin ban đầu, người này tên là PVC, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại sự việc trên xảy ra tại quán cà phê trên địa bàn huyện Thanh Hà. Thời gian hiển thị trên đoạn video này là 18 giờ 45 phút ngày 26 tháng 3. Theo nội dung đoạn clip, một nhóm khách hàng đi vào thang máy trong tòa nhà của quán cà phê trong lúc đi vào thang máy một người đàn ông nghi có hành vi sàm sở nữ nhân viên đang đứng bên ngoài thang máy để hướng dẫn khách bước vào thang máy thời điểm này trong thang máy có nhiều người bất ngờ người đàn ông mặc áo phông kẻ đỏ pha màu đen và màu trắng đã lao tới ôm nữ nhân viên có hành động nhạy cảm nghi sàm sở khi nữ nhân viên phản kháng người đàn ông mới bỏ tay ra khỏi người nữ nhân viên và bước vào trong thang máy vẫn theo camera giám sát ghi lại vào lúc 18 giờ 45 phút cùng ngày, đoàn khách rời khỏi quán cà phê Ira thuộc tòa nhà Hương Vân, người đàn ông được xác định là PVC, được một người bạn chở về bằng xe máy. Lúc này, nữ nhân viên đã chạy theo và dùng điện thoại để ghi lại hình ảnh của PVC. Thấy vậy, PVC đã xuống xe máy, quay lại đuổi theo nữ nhân viên. Nữ nhân viên chạy vào đến cửa quán cà phê thì bị PVC liên tục chỉ tay vào mặt, đá vào người, tát vào mặt. Chỉ đến khi được bảo vệ của tòa nhà Hương Vân cùng với người bạn đi ăn cùng ngăn cản, PVC mới lên xe máy và bỏ đi. Đoạn clip được chia sẻ nhận được sự quan tâm lớn từ dân mạng. Dư luận đều tỏ ra bất bình trước hành vi của người đàn ông kia và mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Công an huyện Thanh Hà đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ. Trước thông tin về vụ việc một nữ sinh bị một người đàn ông tác liên tục trước sự chứng kiến của nhiều người xảy ra tại một tuyến đường khu cánh đồng thuộc xã An Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Mới đây, ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho hay, phía cơ quan chức năng địa phương đã mời người đàn ông có liên quan lên làm việc. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video ngắn ghi lại cảnh một nữ sinh bị một người đàn ông hành hung, tác động liên tục vào mặt. Hành động này của người đàn ông cũng đã được một nữ sinh can ngăn nhưng người này vẫn không dừng lại và ra tay liên tiếp vào mặt nữ sinh. Cụ thể, ngày 24 tháng 3, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị một nam thanh niên hành hung, tắt nhiều lần vào đầu mặt. Theo nội dung clip, nam thanh niên hỏi nữ sinh sao đánh bạn. Một người đàn ông lớn tuổi có mặt tại nơi xảy ra vụ việc nói rằng đánh trả nó. Ngay sau đó, nam thanh niên đã có hành vi tắt liên tiếp vào mặt nữ sinh. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào trưa ngày 23 tháng 3 tại khu cánh đồng gần trạm y tế xã An Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Thời điểm nữ sinh bị nam thanh niên hành hung, có rất nhiều học sinh và một số người lớn chứng kiến vụ việc. Liên quan đến vụ việc, một video khác được đăng tải với nội dung hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 3 năm 2024. Cháu em đi học về tầm 11 giờ 30 có gia đình nhà chú này không hiểu lý do gì yêu cầu cháu em đi ra khu cánh đồng khu trạm y tế xã An Thượng và hành hung cháu em điều đáng nói ở đây là có toàn người lớn mà không hề can ngăn mà còn hùa vào đánh thêm cháu em mới chỉ học lớp 7 mà không biết chịu bao nhiêu cái tác của anh này trưa cháu đi học về không dám nói với gia đình gia đình thấy nhiều vết đánh ở cổ người và mặt cháu sưng nên giờ hiện tại cháu nói đau đầu và buồn nôn nội dung thông tin đăng tải trên mạng xã hội nêu sau khi nội dung đăng tải nhiều ý kiến bình luận tỏ rõ sự phẫn nộ đối với hành động của người đàn ông hành hung nữ sinh trong clip Hầu hết các ý kiến đều lên án hành động của người đàn ông này và mong muốn lực lượng chức năng vào cuộc điều tra xác minh xử lý đối tượng. Về vụ việc này, lãnh đạo trường trung học cơ sở xã An Thượng xác nhận nữ sinh bị hành hung trong clip là học sinh của trường. Theo người này, trước đó nữ sinh D lớp 7 đã có xích mít nhỏ với học sinh P lớp 9 cùng trường. Sau đó, người chú của em học sinh lớp 9 đã có hành vi đánh cháu nữ sinh lớp 7 như phản ánh. Sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã mời học sinh và phụ huynh hai bên lên để xác minh, đồng thời đã thông tin sự việc đến công an xã An Thượng. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã An Thượng, hành vi của nam thanh niên là điều đáng lên án. Sau khi xảy ra sự việc, người nhà nữ sinh lớp 9 nhận thức hành vi chưa đúng của mình đã đến xin lỗi gia đình nữ sinh lớp 7 bị đánh. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sự việc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Minh, sinh năm 2008, trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can trong tối ngày 27 tháng 3 năm 2024. Trước đó ngày 19 tháng 3 năm 2024 Công an quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em Nguyễn Hoàng Đê, sinh năm 2010, trú tại quận Long Biên. Về việc em Đê khi đang chơi tại sân bóng rổ ở sân đình Lệ Mật, phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thì bị đánh gây thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 108. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên xác định, khoảng 15 giờ 10 ngày 17 tháng 3, TVK cùng ông nội là Trương Văn V, 74 tuổi, ở tại phường Việt Hưng, đến chơi tại khu vực sân Bát Giác trong khuôn viên Đình Lệ Mật. Cùng thời điểm này, cháu Nguyễn Hoàng D cùng một số bạn cũng chơi bóng rổ tại đây. Trong quá trình chơi, giữa D và K xảy ra mâu thuẫn, D đã dùng tay tát vào mặt K. Sau khi bị D đánh, K về nhà nhờ anh ruột là Minh đến giải quyết mâu thuẫn. Trên đường đi bộ ra khu sân Bát Giác, Minh và em trai gặp bố đẻ là ông Tâm đang đi xe máy trên đường. Gặp hai con, ông Tâm hỏi đi đâu thì ca kể lại sự việc bị bạn đánh, sau đó ông Tâm chở hai con ra khu vực sân bát giác để xem ai đánh con mình. Khi đến nơi, ông Tâm thấy bố đẻ là ông V đang ngồi trong sân thì bảo hai con trai xuống xe, đi bộ vào trong sân gặp ông nội để giải quyết sự việc. Ông Tâm sau đó đã điều khiển xe máy đi về. Minh và em trai đi bộ vào trong sân bát giác rồi đi ra chỗ nhóm của D đang chơi lúc này minh hỏi thằng nào đánh em tao và ca dùng tay chỉ về phía đê đang đứng thấy vậy minh tiến lại phía đê dùng tay trái túm cổ áo tay phải đấm một phát vào vùng má trái khiến đê xoay một vòng ngã đập gáy xuống nền sân sau đó minh tiếp tục túm cổ áo đê và yêu cầu xin lỗi em trai mình đê ngồi dậy không nói gì sau đó bị choáng ngã ra đất về phần ông tâm trên đường lái xe về thấy minh đấm đê thì đã quay xe lại rồi đi bộ đến chỗ đê và con trai mình thấy đê có biểu hiện choáng váng Ông Tâm nói với Minh không được đánh nữa, đồng thời nói đê lần sau nếu còn đánh em, chú sẽ về bảo bố mẹ xử lý. Minh không đánh đê nữa, ông Tâm lái xe máy chở hai con trai về nhà. Sau đó, do sốt ruột vì việc đê bị choáng nên ông Tâm vòng xe quay trở lại khu vực sân bát giác. Thấy đê có biểu hiện choáng tái mặt, ông Tâm đã cùng người dân đưa cháu vào bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển bệnh viện 108 điều trị. Bệnh viện xác định đê bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao. Sau nhiều ngày điều trị, đến nay, theo nguyện vọng gia đình, em Đê đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ gần quê nhà để chạy máy. Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên tổ chức điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Vụ việc nêu trên xuất phát từ va chạm, mâu thuẫn trong sinh hoạt đời thường nhưng gây hậu quả đáng tiếc, không mong muốn. Hành vi vi phạm pháp luật của M sẽ bị xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, một số báo chí trang mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai bản chất vụ việc, gây ảnh hưởng đến công tác điều tra của lực lượng công an, ảnh hưởng đến gia đình, người thân của những người có liên quan, tác động xấu đến dư luận xã hội. Công an thành phố Hà Nội đề nghị báo chí, người dân phải cẩn trọng khi tiếp nhận, đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận. Các trường hợp cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.